Mỗi ngày cho chồng ăn 2 thìa dầu dừa. Sau 1 năm, tiến sĩ Mỹ ngỡ ngàng vì điều kỳ diệu. 1 năm sau áp dụng biện pháp ăn dầu dừa hàng ngày, tiến sĩ Mary đã thấy chồng như trở thành một người hoàn toàn khác. Vợ cho chồng ăn 2 thìa dầu dừa một ngày để chữa bệnh mất trí nhớ. Vừa bước vào tuổi 50, ông Steve Newport bắt đầu có những dấu hiệu bị lãng, suy giảm trí nhớ. Ông không thể tìm thấy cái thìa ở đâu hay làm sao để lấy được nước ở trong tủ lạnh. Thậm chí ông không còn nhớ vừa nói chuyện điện thoại với vợ xong. Vợ ông là tiến sĩ Mary bắt ông đi khám, chụp cộng hưởng từ thì các bác sĩ chẩn đoán ông có những dấu hiệu lâm sàng của bệnh Alzheimer. Tuy đã sử dụng thuốc của các bác sĩ kê và kết hợp ăn uống, vận động, nhưng bệnh tình của ông Steve không có dấu hiệu thuyên giảm. Ông vẫn bị trầm cảm, giảm cân, vẫn quên liên tục. Là một nhà khoa học, bà Mary từng biết về những nghiên cứu sử dụng các chuỗi axit béo trung bình, MCT, hay các thể trong việc chữa trị và phòng ngừa bệnh Alzheimer. Bà hiểu rằng ở bệnh nhân mất trí nhớ, các neuron ở những vùng não nhất định không thể nhận được gluco do tình trạng kháng insulin dẫn tới dần dần chết đi. Vì thế, nếu những tế bào này được nhận các thể thay thế một chất béo bão hòa cao mà không cần sự trợ giúp của insulin thì có khả năng vẫn sống được và giúp não hoạt động chính xác. Tiến sĩ Mary đã tìm thấy thể này ở trong dầu dừa. Bà đã cho chồng mình ăn 2 thìa dầu dừa mỗi ngày trong vòng 60 ngày liên tục. Kết quả thật bất ngờ, ông Steve vui vẻ trở lại, nói chuyện nhiều hơn, tay chân bớt run rẩy. Các rối loạn thị giác khiến ông không thể đọc sách đã biến mất. Sau 1 năm áp dụng biện pháp ăn dầu dừa hàng ngày, tiến sĩ Mary đã thấy ông Steve như trở thành một người hoàn toàn khác. Ông nhận ra được những người thân trong gia đình trò chuyện cởi mở. Tuy nhiên, ông vẫn gặp khó khăn khi nhớ từ hoặc tìm từ. Mặc dù thử nghiệm của tiến sĩ chỉ mang tính tạm thời, chưa được tổ chức y tế nào xác nhận, nhưng giáo sư Karen Clark của trường đại học Oxford, nước Anh cũng có chung quan điểm. Đó là dầu dừa thật sự có ảnh hưởng tích cực đến bệnh nhân bị Alzheimer. Và trong một nghiên cứu được đăng trên tờ tạp chí Bệnh Alzheimer vào năm 2014, các nhà nghiên cứu của Canada đã tìm thấy những tế bào não ở chuột được điều trị với dầu dừa có khả năng chống lại protein gây độc vốn xuất hiện dày đặc trong não của bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer. Tác dụng kỳ diệu khi ăn một thìa dầu dừa mỗi ngày. Gần đây, dầu dừa ngày càng được sử dụng thịnh hành trên thế giới, không chỉ là loại mỹ phẩm để dưỡng tóc, dưỡng da. Các nghiên cứu mới đây đã phát hiện dầu dừa không chỉ là một siêu thực phẩm mà còn là một vị thuốc quý. Chuyên gia dinh dưỡng David Klofeld, trưởng nhóm nghiên cứu chương trình dinh dưỡng quốc gia tại Sở Nông nghiệp Bells Valley, Mỹ cho biết chất béo chứa trong dừa là tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, ông khuyến cáo mỗi người cần sử dụng một lượng vừa phải để đạt được hiệu quả dinh dưỡng tốt nhất. Bởi theo Bộ Nông nghiệp Thực phẩm Mỹ, mỗi thìa dầu dừa chứa 12 gram chất béo bão hòa, cao hơn hàm lượng 7 gram trong bơ. Theo các chuyên gia tư vấn, có thể ăn uống khoảng 1-3 thìa cà phê dầu dừa mỗi ngày là vừa đủ. Sử dụng dầu dừa thường xuyên sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể. Kiểm soát lượng đường trong máu. Một trong những tác dụng tuyệt vời nhất của dầu dừa là giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Vì thế, những bệnh nhân tiểu đường và những người có vấn đề sức khỏe liên quan đến lượng đường trong máu cao nên ăn dầu dừa hàng ngày. Làm giảm cholesterol. Dầu dừa chứa hàm lượng lớn các chất béo bão hòa nhưng không gây hại đến các lipid trong máu. Chất béo bão hòa làm tăng HDL cholesterol tốt và cũng khiến cho LDL cholesterol xấu trở nên lành tính. Có những thí nghiệm trên chuột cho thấy dầu dừa làm giảm triglycerides toàn phần và LDL cholesterol, làm tăng HDL và cải thiện các yếu tố đông máu và tình trạng chống oxy hóa. Từ đó có thể thấy ăn dầu dừa hàng ngày có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Cải thiện tiêu hóa. Dầu dừa giúp kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn, không chỉ giảm triệu chứng ợ nóng, đau bụng mà còn hạn chế tình trạng tích phân trong bụng, một chứng bệnh thường gặp ở người ăn nhiều mà ít chất xơ, lười vận động ngày nay. Hỗ trợ giảm cân. Các chuỗi axit béo trong dầu dừa rất dễ tiêu hóa, nó còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, khiến cơ thể tự tiêu đốt cháy nhiều calo. Dầu dừa cũng có khả năng diệt nấm Candida, một loại nấm làm tăng cảm giác thèm ăn, ăn uống không kiểm soát trong cơ thể chúng ta. Giảm lượng mỡ bụng của bạn bằng cách thêm ít nhất là 2 thìa dầu dừa
vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Ngăn ngừa bệnh gan. Dầu dừa chứa chuỗi triglyceride trung bình và các axit béo, vốn giúp ngăn ngừa bệnh gan vì chúng dễ dàng chuyển hóa thành năng lượng khi chúng đi đến gan, từ đó gan được giảm tải hoạt động và không bị tích tụ chất béo. Kháng viêm, nâng cao sức đề kháng. Tinh dầu dừa có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và chống lại giai đoạn oxy hóa, vốn có vai trò bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch. Những chất béo kháng sinh như axit caprylic, axit lauric, axit caprylic mang tính kháng nấm, kháng khuẩn và kháng virus. Cách sử dụng dầu dừa hàng ngày. Cách 1. Hãy dùng dầu dừa thay thế cho bơ hoặc bơ thực vật, đặc biệt khi nướng hoặc chiên rán. Theo tiến sĩ Jones X, bác sĩ chuyên khoa y học tự nhiên, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng nổi tiếng tại Mỹ, đã đưa ra lời khuyên sử dụng dầu dừa để thay thế các loại dầu thực vật khác. Theo ông, trong dầu dừa chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit lauric, chất chống oxy hóa, có tính kháng nấm, kháng khuẩn, kháng virus, đặc biệt không bị biến chất khi nấu ở nhiệt độ cao. Cách số 2, thêm một chút dầu dừa vào các loại nước ép hoa quả, sữa chua. Đây là cách vừa tăng hương vị cho các món ăn nhẹ, cũng như giúp tiêu thụ dầu dừa một cách hiệu quả hơn. Cách số 3, bạn có thể ăn dầu dừa trực tiếp nếu đó là dầu dừa nguyên chất và chất lượng. Cách thứ 4, bạn cũng có thể bổ sung dầu dừa dạng viên. Lưu ý, khi mới ăn dầu dừa lần đầu, bạn nên dùng một ít một sau đẩy tăng dần lên, không nên ăn theo tiêu chuẩn là một thìa, đồng thời phải theo dõi phản ứng của cơ thể. Vì ăn nhiều một lúc, bạn dễ gặp các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng hay tiêu chảy. Những người có bệnh, đang mang thai, trẻ em nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.